Và ở đây là thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị các bạn. Mình đang quay video từ thị trấn Gio Linh, tỉnh Quảng Trị này về hướng cột cờ Lũng Cú các bạn. Phần là phần thứ 91 của hành trình đường đi xuyên Việt Nam Bắc của vợ chồng mình. Vợ chồng mình đi xuyên Việt Nam Nam Bắc, mình đi theo quốc lộ 1 các bạn. Đây đường xe lửa chạy bên đây. Ha ha, chuẩn bị có xe lửa. Đóng rồi, xe lửa. Hướng nào đây không biết. Chạy từ từ, chạy xe lửa. Hả, chạy sau lưng tới là mình có cơ hội chạy chạy chung. Còn hết ngược chiều thì có chút xíu hết. Vợ chồng mình xin gửi lời mà cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị đang xem video của vợ chồng mình. Các bạn có xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần hai chồng mình nha các bạn. Mỗi lượt đăng ký của các bạn là nguồn động viên rất lớn đối với vợ chồng mình, để vợ chồng mình có thêm nhiều động lực hơn nữa để làm nhiều video tiếp theo các bạn. Vợ chồng mình có hai kênh YouTube, tất cả kênh thứ nhất là vợ chồng sửa xe và kênh thứ hai là vợ chồng du ký. Vợ chồng mình chuyên review tất cả các con đường trên đất nước Việt Nam, nơi mà vợ chồng mình đi qua, quay lại và đưa lên mạng để tất cả các bạn cô chú anh chị cùng vợ chồng mình thưởng lãm những cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam qua những hành trình đi của vợ chồng mình. Và hành trình đi hôm nay của vợ chồng mình là từ điểm cực Nam ở mũi Cà Mau, mình men theo quốc lộ 1, mình đến điểm cực Bắc ở tỉnh Hà Giang, chỗ cột cờ Lũng Cú đi lên các bạn. Tổng chiều dài khoảng 2.500 km và mình đăng trên kênh YouTube vợ chồng du ký. Và chuyến về là từ điểm cực Bắc ở cột cờ Lũng Cú tỉnh Hà Giang, mình đi về mũi Cà Mau, điểm cực Nam cũng dài hơn 2.500 km, mình đăng trên kênh YouTube vợ chồng sửa xe và mình đi ngã quốc lộ 14 đường mòn Hồ Chí Minh các bạn. Và vợ chồng mình kính mời tất cả các bạn cô chú anh chị và nhớ đón xem trên hai kênh YouTube của vợ chồng mình, phát vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày. Đây Phong Bình Gio Linh, đây vẫn còn Gio Linh, huyện tỉnh Quảng Trị, mà mới có qua thảo thì trắng chưa mình biết. Xe chạy đang mất tiêu ráo à, mình cứ chạy 60. Cho 90 luôn mà. Nhưng mình cứ chạy 60. Đây là bún bò Quảng Trị, bún bò Gio Linh, hát Quế nè. Đây kia là ở Quế là có bún bò Huế. Đến là bún bò Gio Linh. Ở Gio Linh. Được hết. Hotel Vườn Sài Gòn. Gặp trước không? Dọc là dọc miếu đúng không? Đó, cái gì? Quảng Trị, Quảng Bình chứ, Quảng Bình quốc lộ đi thẳng, quốc lộ thẳng, quốc lộ thẳng. Lấy tay. Quốc lộ cũ. Ừ. Quốc lộ mới. Lấy tay, đừng có quơ tay. Đi vô cũ hả? Ừ, không có đi lên cao tốc. Đấy không? Ừ, đường đó là vô cao tốc nha. Chị Google chỉ đây, đừng có che các bạn. Bảo Châu ha. Về đó chỗ đó đang mưa. Đó để mới đi cũ. Ừ, giờ cũng cũ nè, đi theo đường cũ chứ không đi CT02, đó là đường cao tốc hay là đường mới thì không biết. Hay đường tránh thì không biết. Chị đi chỗ xe khách đi á, xe khách ít cứ vô cao tốc. Vô cao tốc rước ai trong đó. Xe này đâu có đi cao tốc. Bỏ hàng bỏ đồ thì cũng có xe đi cao tốc, ví dụ đi Nam Bắc suốt. Còn đi tỉnh thì đồ, tỉnh này ghé tỉnh kia, đâu có đi vô cao tốc. Đây Quảng Trị này có gì không nhiều. Cầu gì không? Cầu Cao Xá. Trên quốc lộ 1, mình đi men theo quốc lộ 1 mà, đâu có vô cao tốc vậy. Hoặc là đó là đường tránh. Đây là chụp hình nè. Ừ. Vâng, là chụp hình nè. Thôi, không có chụp gì. Trồng khô cỏ trái. Đây dưa nè. Đây trồng dưa y chơi lai à. Quảng Trị. Từ đây là đi xuất khẩu qua Trung Quốc gần hơn chứ, cần gì chở, cần gì chở từ ở miền Tây qua Trung Quốc xa. Miền Tây
Tây thì đi cửa khẩu miền Tây. Là có, cũng đi thẳng ra đây à. Chạy ngày cho đêm ra đi Trung Quốc. Bây giờ chứ miền Tây có mấy cửa khẩu miền Tây được. Cửa khẩu đi ra Campuchia đâu cũng bán được bao nhiêu. Campuchia qua Trung Quốc được rồi. Không. Không. Không được. Thế đây. Cũng phải theo quốc lộ này. Không, đi đường này nè. Hoặc là đi đường né đó đó. Miền Tây dư vỏ mỏng hơn miền Tây. Biết. Khi này nắng nóng nhiều quá nó ngọt hơn. Miền Tây mình vỏ mỏng, nó vỏ dày. Đường quốc lộ 1A cũ. Rồi cái ta làm đường mới kia, hoặc đường tránh, hoặc đường cao tốc. Mình cứ đi theo đường này đi. Cái cũ thì nó cũ, cái mới thì nó mới. Mình coi đây là ở đâu à? Đó không? Vô cái đó cũng chạy song song đây thôi nè, nó cũng chạy đây thôi, họ cũng nhập gì đây chứ đâu á. Ở đây công nhận cái mấy đồng mã làm đẹp thiệt chứ. Đây nè, bên trái bên phải gì đồng mã gì á, đồng mã mình gọi nghĩa địa, còn mình gọi là nghĩa trang, còn mình cứ gọi đại đồng mã, có mã gọi là đồng mã. Nghĩa địa nhà mồ làm đẹp không? Bên kia cũng y vậy nè. Mình mở rộng rộng cho nó thoáng, bật ra rộng rộng cho nó thà như ở đó vậy nè. Trung Sơn. Qua đây Quảng Bình chưa coi quên nữa. Trung Sơn nữa. Nãy Cam Lộ qua đâu? Do Linh Quảng Trị, ở đây còn ở nãy Do Linh chứ, Do Linh tỉnh Quảng Trị. Này Hà Nội hả? Hà Nội. Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn bên trái. Chợ. Chợ không có tên. Không có tên. Chợ Kên. Kìa, chợ Kên. Đây người ta làm mã gì vậy? Đó là mã ốp vô. Đừng không, cái này tôi để ngoài. Để ngoài cái đầu, đầu cổng á. Này đã cục, đã cục không à. Nặng không? Thì chậm đi. Không biết đây cắm dược. Trước mấy chiếc xe không? Không có chiếc nào hết á. Quanh thì mình mới đi được chứ người ta đang cắm dược mà nhiều khi gặp xe còn mồi, nhiều khi gặp xe kiếm thì tắp vô lề đứng kiếm, cái chỗ là chỗ cắm dược mà nhiều khi gặp mấy chiếc xe còn mồi á, đi đường lạ hay gặp mấy chiếc xe còn mồi chạy rề mình nóng ruột mình vượt cái lụm đầu hết cắm dược rồi chạy đi đó. Rồi mình nắm cùng phía trước mình chạy năm chục. Xã Trung Hải, huyện Giao Linh. Trung Hải, Giao Linh. Để có đồng tiền. Bình thường này năm số 2227. Số đầu là xã Trung Hải, huyện Giao Linh. Đây có đồng ruộng. Để dành đi tắt đi rồi cũng không có, làm gì cũng tiện hết. Đây có bão. Bão chứ. Quảng Trị, Quảng Bình mưa cái này ngập lúc. Cái này trên bờ mà. Mưa lũ. Gần biển. Mưa nhiều cũng ngập lắm. Cái này đâu có sợ ngập. Đúng không? Mưa cũng không ngập lắm. Có còn ma vắng ha, đường cũ là nó vắng, ta đi đường mới, còn đi cao tốc. Đường cũ nó chẳng ngon. Đường ngon rồi đó, bốn mặt đường. Khi đường cạnh mình không biết có đi đâu, bây giờ đây đâu không biết. Đây, sẽ
70 là nãy giờ chạy 80 đó. Rồi xong cái làm chạy đường chạy 50. Này bà làm 70, 70 cái 50. Nó có mấy cái 70. Đang làm đường luôn. Làm cầu rộng cái lề cho xem ra đi, nó phá nó làm rộng cái lề đó, đổ quất cái gì nó đúc thêm hai cái dành cho xe chạy. Hồi xưa làm cái lan can cầu Hiền Lương này, cầu Hiền Lương hả? Cầu Hiền Lương nói hai bờ để lại đây chụp hình cầu Hiền Lương cái đi tiếp. Cái kia là cái quảng trường đi đâu, đây có cái cổng cầu Hiền Lương nè, cái bên đây người ta ngừng ta chụp hình đây nè, đó xe đậu chớp chớp đó mình đâu đây chụp hình cầu Hiền Lương đài này nhà ông ơi, thì bởi vậy đây nè vô đây, còn bên kia là đã có cái tượng đài bên kia đây cấm đậu cấm cột cờ duy tiến cho mình vô đâu vô vô yêu cầu mua vé hỏi coi đỡ lắm ra hỏi mua vé nhiều hả? Ủa anh cho em hỏi mình tham quan mua vé sao anh? Giờ mình chụp hình cái mình ra liền ha. Nhiều. Thôi mình đi ra đi liền. Đây là cột cờ giới tiến, một người 50.000 mình có không thời gian không đi. Đây là cột cờ giới tiến. Thầy đậu đây. Vợ Hiền Lương. Chụp đây qua bên kia nè. Ừ. Mình đi tiếp tục đi. Qua nhà trưng bày bên đó. Không qua nhà truyền thống bên đó. Rồi tiếp tục đi. Đây là bờ Hiền Lương rồi đó. Tiếp tục cầu Hiền Lương khu di tích mà nó quên rồi, đang mở rộng cái đường có lưu vô cầu Hiền Lương rồi, mình đang gấp mà đi vô vé 50.000 người hai người trăm ngàn, đi bộ bên kia nữa rồi đi bộ bên đây qua tham quan đây bên kia có người hướng dẫn. Đi bộ hai lần cầu Hiền Lương chỉ tiến 17 ngày và đêm nên thôi mình đi tiếp tục qua bên đây rồi xong rồi du lịch đi tham quan địa đạo Củ Chi vậy đó. Đi bộ qua bên kia nữa. Mình đang vội mà đi Nam Bắc mà. Mình chỉ quanh vô thấy cái cột cờ. Có lưu là cột cờ được rồi. Cái gì quên tiếng Diễn tiến 17 ngày và đêm cột cờ Hiền Lương. Không, cái là đó, cái cầu Hiền Lương. Đó là cầu Hiền Lương. Cái gì coi làm biết cầu Hiền Lương rồi, nhưng mà cái đó là cái đây cái bản gì đã quên mà nay lâu quên có biết đi cầu Hiền Lương rồi coi cầu Hiền Lương ở Quảng Trị đúng không anh? Ở Quảng Trị không có vượt được Hà Nội 563 cây chạy sao còn 500 cây ngày mai đi tới Hà Nội không có Hà Nội đi đạo quận gì ốc Vĩnh Mốc. Ủa đây có đi đạo không? có ở đây là địa đạo Vĩnh Mốc. Móc địa đạo gửi cho Linh đạo Vĩnh Mốc rồi mình đi tiếp tục, mình không có đi trên đường thôi chứ mình không biết đâu cái chuyện, mình chỉ đi trên đường thôi. Xe này nó quanh nè, chỗ nào cấm vượt quanh hết thì mình đi, chứ mình có cấm vượt tới đây hết cấm vượt vô đổ xăng. Vị tiếng 17 ngày và đêm chạy tới đâu không biết. Cái nhà này đẹp quá, cái nhỏ đẹp quá. Nhà đặc trưng của dùng nhỏ nhỏ không? Bảo quần mới đặt cái nhỏ nhỏ. Có người bảo người ta bỏ luôn nhà, người đắp lắp người bỏ luôn. Vẻ này bảo vậy. Đi đường cũ này em mới có dòm cái chỗ đó. Ý chỗ này đồng bằng không anh? Đồng bằng, vậy chứ mưa ngập lúc á. Ủa vậy hả? Nhà nhỏ 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 không nè. Mặt trời còn tốt trên cao, trên đỉnh núi. Mình chạy mình né được cục mây. Công ty đơn sao nằm dưới đây? Nhà ta cẩu đó, ta để ta ngủ đó chứ. Ta làm cái nhà thì chết. Cấm vượt
cầu sao vô để cắt được nè cầu. Trong đó núi lên đây. Cầu này cầu gì? Cầu cầu kỳ à, kỳ à. A e e. Kỳ à, kỳ à, kỳ à. Ủa anh trong đó có núi hả? Không vô. Thì giờ mới chạy vô núi nè. Vòng vòng cái núi rồi nó dính giữa anh ơi. Giờ là đường thẳng là chạy hoài nó tới Hà Nội nè. Đó. Thấy em nói kìa vòng vòng núi không à. Này giống như chữ ho à. Bên phải mình là biển. Biển mà núi cái gì nè. Hơi xa biển chút. Nhưng mà chạy đường thẳng này Hà Nội qua trước à. Bên phải xa xa chút là biển. Biết rồi, chứ biển dưới là giờ trên chị Google á. Cũng 7 8 cây ra tới biển á, bên phải á. Nhưng mà em nói giờ thì vòng vòng là núi thì thấy không? Giữa đồng chảo. Đó cái đường kia tắt ra đây nè, nó cái đường mới á, chỗ này đường cũ. Nói vô. Bây giờ là ruộng quá. Đường này thì có đi ngang cầu Hiền Lương. Đi đi đường này mấy. Biết có đi cầu Hiền Lương là được rồi. Vô chi hai người rồi hai người mà ở đó tới tối á, đi tham quan cả buổi. Ủi, đã 4-5 giờ chiều rồi, 5 giờ chiều rồi. 5 giờ. Đây. Đi bên đây qua kia là 2 chỗ. Giờ mình chạy tới Quảng Bình, mình nghỉ. Đường này có vòng một cũ, cũng liền vậy. Nó đồng thẳng thân ha, mấy lầu đồng. Đây vậy thì lầu thì mới đồng. Khu dân cư ra quốc lộ mới. Do lên Quảng Trị. Bên phải lên. Nhà đầu rộng bên mông. Quanh mới về đó, đi Sài Gòn các bạn. 100 người ở. Quảng Bình. Quốc lộ 1 mới, quốc lộ mới thì đây quốc lộ mới. Quốc lộ mới. Cẩm Hà. Tiếp tục cổ ngàm hết rồi mới. Tiếp tục. Hên quá mình chạy vô được cầu Hiền Lương. Chợ gì? Sông Bến Hải. Chợ Bến Hải. Đây chợ. Chạy xe container nó chạy bên đó, mình vô cầu Hiền Lương, hết tất cả các lệnh cấm. Chợ đâu cái chợ? Trong đây. Ủa chợ đâu cái chợ người chợ đâu? Để, chợ đâu trong hẻm? Thị xã hồ xã gì á? Tới đây là thị xã gì á? Thấy đọc được chữ thị xã hồ xã. Cầu Gia Rằng. Gia Rằng. Đây vô thị xã gì vậy? Đây. Thị trấn Hậu xã. Hậu xã, Hậu xã. Trấn Hậu xã, Hậu xã. Vĩnh Linh. Đi qua tới huyện Vĩnh Linh. Vĩnh Linh cái gì đấy? Chữ Nguyễn Bở. Vĩnh Linh đây. Chữ Cộp Ngốc Vĩnh Linh. Linh. Quyện huyện Vĩnh Linh mà thị trấn là trấn hố xã thế này. Hố xã. Thị xã hố xã thôi. Hố xã. Thị trấn hố xã, ở đây là thị trấn hố xã. Hố xã. Đọc kỹ lên coi cái chữ xã. Đúng. Xã. Thị trấn hố xã. Vĩnh Linh, Quảng Trị. Vĩnh Linh, Quảng Trị. Thì chị tới Quảng Bình ha. Được rồi, đây mới thấy là hố xá à. Thị trấn hố xá, huyện Vĩnh Linh. Hết từ Do Linh nè, giờ tới huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Thị trấn hố xá.
chợ tiếp. Nãy có cái chợ mình không có thấy, giờ tới cây xăng, thấy cây xăng chứ mới chợ. Đây chợ, đây chợ gì? Chợ Hố Xá, Hồ Xá. Chợ Hồ Xá. Chợ Hồ Xá. Giờ đây là Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh. Địa đạo Vĩnh Mốc ở bên phải, di tích quốc gia đặc biệt địa đạo Vĩnh Mốc các bạn. Bên phải mình là địa đạo Vĩnh Mốc. Và mình cảm ơn tất cả các bạn cô chú anh chị đã xem hết video của vợ chồng mình. Mình sẽ kết thúc ở cái chỗ di tích quốc gia đặc biệt địa đạo Vĩnh Mốc 14 km nữa. Ở đây là thị trấn Hố Xá. Thị trấn Hố Xá, huyện Vĩnh Linh, phải không? Thị trấn Hố Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị các bạn. Và mình xin kết thúc ở đây.